Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ hai 19 tháng 12 năm 2022 sau Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herodê trị vì miền Giu-đê có một vị tư tế thuộc nhóm Abija tên là Zacharia, vợ ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa. Khi đến phiên của nhóm ông, theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Thiên Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth và ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên?" Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông lại ở trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình trong 5 tháng, bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế khi người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Nhật thứ tư, sứ thần hiện ra với thánh cả Giuse và báo tin cho thánh cả Giuse rằng đừng ngại đón bà Maria về, vì người con bà cưu mang là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, người là con đấng tối cao. Và khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần truyền. Trong Chúa Nhật thứ tư, chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của thánh cả Giuse và đặc biệt là mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta nghe được tiếng sứ thần loan báo tin vui, để chúng ta noi gương thánh cả Giuse đón Đức Mẹ về nhà, vì nơi mẹ Maria có Chúa ở trong lòng mẹ. Trong cuộc sống thì chúng ta cũng cố gắng biết tiếp đón mọi người, nhất là những người đau khổ, những người nghèo, vì cũng có Chúa ở cùng với những người ấy. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay, kể lại câu chuyện ông Zacharia vào trong cung thánh dâng hương và sứ thần đã hiện ra với ông Zacharia và báo tin mừng đó là bà Elizabeth và ông sẽ có thai và sẽ sinh một người con trai. Người con này sẽ là sứ giả, là người là đấng dọn đường cho Chúa đến. Chúng ta đi vào bài tin mừng. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê có một vị tư tế thuộc nhóm Abija. Chúa Giêsu được sinh ra vào thời vua Herodê cai trị, và khi nghe biết rằng là có một vị vua xuất hiện, khi các nhà đạo sĩ phương Đông đến gặp, thì là vua Herodê đã ra lệnh là giết tất cả những đứa trẻ từ 3 tuổi đổ xuống, tính theo thời điểm mà ngôi sao lạ xuất hiện mà các nhà phương Đông đã nói cho nhà vua biết.
Thời vua Herod cai trị miền Jude có một vị tư tế thuộc nhóm Abija tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Gioan thì giả được sinh ra bởi ông Zacharia và bà Elizabeth thuộc dòng dõi tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống theo đúng mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Chúng ta biết đối với người Do Thái thì việc không có con đó là có thể nói là một cái tội lớn. Đấy. Mà ông Zacharia và bà Elizabeth là hai ông bà sống rất là đạo đức thánh thiện, không ai chê trách được điều gì, nhưng lại không có con. Qua cái điều này cho chúng ta thấy rằng đường lối của Thiên Chúa nó rất là lạ lùng ha. Những người sống công chính lại phải gặp nhiều đau khổ, nhưng sau những đau khổ là kế hoạch của Thiên Chúa. Sau những đau khổ là những kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, muốn sống theo đường lối của Chúa thì hãy sẵn sàng chịu đau khổ. Và đằng sau cái đau khổ ấy là kế hoạch của Thiên Chúa. Đằng sau thập giá đó là đường lối của Chúa Cha dành cho Chúa Giê-xu. Đằng sau cái chết cho thập giá chính là sự sống lại. Ông Zacharia và bà Elizabeth là có sống rất là tốt lành thánh thiện, không ai chê trách được điều gì, nhưng lại không có con. Vì thế mà khi bà Elizabeth có thai thế thì bà ấy nói là Chúa đã cất đi đối tủi nhục mà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu năm qua. Vậy một ngày kia ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm và được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Đây cũng là một cái hình ảnh rất là dễ thương. Ông Zacharia vào trong đền thờ để dâng hương thì là dân chúng ở ngoài cùng hiệp lời cầu nguyện. Chúng ta cũng luôn luôn hiệp lời cầu nguyện với nhau. Khi ông bà và anh chị em nhờ con cầu nguyện thì ông bà và anh chị em cũng hiệp lời với con để cùng cầu nguyện. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời, vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men, em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Tức là sứ thần báo tin cho ông Zacharia biết rằng bà Elizabeth sẽ có thai và sinh một con trai và ông phải đặt tên là Gioan. Em bé này đó là sống rất là công chính thánh thiện, được tràn đầy thánh thần ngay khi còn ở trong lòng mẹ. Chúng ta biết là khi Đức Mẹ đến thăm bà Elizabeth thì là Thánh Gioan Thị Giả đã nhảy lên vui sướng và được tràn đầy thánh thần. Rồi em sẽ là một người kêu gọi mọi người sống công chính, dọn đường cho đấng cứu thế đến, được tràn đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một sẵn sàng một dân đón Chúa. Tức là sứ thần đã tiên báo trước là Gioan Thị Giả sẽ là người đã kêu gọi mọi người sám hối để sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên." Qua cái câu nói này cho chúng ta thấy là chính ông Zacharia cũng cảm thấy là không thể tin được, bởi vì ông đã già và nhà ông cũng đã cao niên. Có lẽ ông vào trong đền thờ cũng chỉ là dâng hương, rồi có thể là kể lể và những cái nỗi khó khăn, những cái tủi nhục mà vợ chồng ông phải chịu. Nhưng mà cái chuyện mà bà ấy mang thai đó là cái điều mà ông không thể tin được. Thế thì chúng ta thấy rằng là một người bình thường mà mang thai, một người vợ mà mang thai, là chúng ta đã một người cao niên mang thai đó là điều rất là kỳ lạ rồi. Mà mẹ Maria là một trinh nữ mang thai thì còn kỳ lạ hơn nữa. Chính vì thế mà ông Zacharia ông không thể tin, ông nói làm sao tôi có chuyện đấy có thể xảy ra được, bởi vì tôi đã già và nhà tôi thì cũng đã cao niên. Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa.
tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Ông Zacharia nói, và dựa vào đâu để tôi có thể biết được điều ấy? Đây thì Chúa nói là ông sẽ bị câm. Đây cũng là một cái dấu lạ để cho những việc của Chúa sẽ đến. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta nhé. Làm sao để có thể đón nhận, để nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Thế thì trong những lúc khó khăn này chúng ta cứ im lặng, coi như là bị câm giống ông Zacharia. Lạy Chúa, lúc này con không biết nói gì, con không biết làm cái gì cả. Xin Chúa cứ thực hiện những gì Chúa muốn vào đúng thời, đúng buổi. Khi chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào thì chúng ta không chỉ là câm miệng mà còn là im lặng trong tất cả mọi việc làm của chúng ta, để sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xảy đến như là việc của Chúa đến. Thế thì trong mọi sự thì chúng ta như vậy. Câm ở đây là chúng ta không nói và cũng không có hành động theo ý của chúng ta. Để những gì xảy ra, để Chúa toàn quyền xảy ra tất cả mọi việc. Đây cũng là cái điều rất hay nha. Khi mà gia đình của chúng ta gặp những cái sự khó khăn thì chúng ta nói nhiều lắm. Chúng ta gặp ai chúng ta cũng nói nhiều lắm, nhưng mà có lẽ không nên như vậy. Khi gia đình của chúng ta gặp những cái sự khó khăn thì có lẽ chúng ta nên yên lặng, thầm thỉ nguyện xin thôi. Chúng ta cũng không có cái hành động gì trong những cái lúc mà khó khăn nóng nảy cả. Và sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy đến như là việc Chúa làm. Thì ông Zacharia ông cũng vậy đó. Trong cái lúc này thì ông không thể tin được là vợ ông keo niên mà có thể có con. Vì thế mà ông im lặng, bởi vì nói ra cái gì là ông ta nói sai hết. Nói ra là nói sai bởi vì ông không tin. Nên là nói rất là dễ nói sai, nên là tốt nhất là cứ im lặng. Rồi điều gì Chúa cho xảy ra, nó sẽ xảy ra đúng thời, đúng buổi. Khi chúng ta không tin mà chúng ta lại cứ hay nói thì nó sẽ là nói sai. Thế thì trong những lúc khó khăn, trong những lúc đau khổ, trong những lúc tăm tối, tốt nhất là im lặng, thầm thỉ, và cũng không hành động gì trong những cái lúc đó ngoài thầm thỉ kêu xin cả. Để rồi tất cả những gì xảy đến, đó là việc Chúa cho xảy đến vào đúng thời, đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ, sao ông lại ở lại trong cung thánh lâu như thế? Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Ông ở trong cung thánh rất là lâu, và khi ra ông ta bị câm thì nó cũng là những cái dấu chỉ hữu hình cho thấy là có cái chuyện lạ. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Tức là ông Zacharia phải về rồi sống với vợ, rồi vợ mới có thai. Còn đối với Đức Mẹ thì chúng ta thấy là tin mừng nói rất là rõ, trước khi hai ông bà về với nhau. Đấy. Còn đây là ông Zacharia về ở với bà, rồi sau đó bà mới có thai. Bà ẩn mình 5 tháng và tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Chính bà Elizabeth cũng đã phải thốt lên là Chúa đã cất đi nỗi hổ nhục mà chúng tôi phải chịu trước mặt người đời. Thế thì một người công chính phải chịu đau khổ. Đấy cũng là một bài học cho tất cả chúng ta. Đi theo Chúa, nếu chúng ta muốn theo Chúa, muốn sống công chính, thì sẵn sàng chịu đau khổ. Và đằng sau những cái nỗi đau khổ mà chúng ta phải chịu đó là một kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là sự ra đời của Gioan Tẩy Giả, là đấng dọn đường cho Chúa đến theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Thế thì hôm nay sứ thần báo tin cho ông Zacharia về một điểm lạ, là bà Elizabeth cao niên mà sẽ có thai và sinh một người con trai, và ông phải đặt tên là Gioan, và em này được tràn đầy thánh thần, sẽ là đấng dọn đường cho Chúa đến. Ông Zacharia không tin, và Chúa nói là đây là cái dấu chỉ. Bởi vì ông không tin nên là tốt nhất là tôi cho ông câm. Bởi vì nếu mà ông không tin mà ông lại được nói nữa thì chắc ông sẽ nói lung tung. Đây cũng sẽ là một cái bài học cho tất cả chúng ta nhé. Bởi vì ông không tin nên tốt nhất là Chúa để cho ông bị câm cho đến khi mọi sự xảy ra. Thì mọi sự xảy ra rồi thì buộc lòng ông phải tin thôi, và lúc đấy thì ông ta mới có thể nói được. Và ông ta đã chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người đó. Ông đã ca tụng bài ca Benedictus. Thế thì đối với tất cả chúng ta cũng vậy đó. Thiên Chúa có cái đằng sau những đau khổ vì sống công chính là một kế hoạch của Thiên Chúa. Và khi sự khó xảy đến thì xin cho chúng ta biết im lặng, thầm thị cầu xin, không nói không làm gì cả.
để tất cả những gì Chúa muốn thì Chúa sẽ thực hiện vào đúng thời đúng buổi theo ý của Chúa. Đằng sau những đau khổ là một kế hoạch của Thiên Chúa. Và đối với tất cả chúng ta thì chúng ta cần phải thinh lặng, cần phải im lặng để cho Chúa làm. Bởi vì khi chúng ta không hiểu, không biết mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ nói sai, và hành động thì cũng sẽ hành động sai. Trong những lúc khó khăn, tốt nhất là chúng ta câm như Gioan, như ông Zacharia, để Chúa thực hiện những gì Chúa muốn vào đúng thời, đúng buổi. Con xin hết lòng cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã chia sẻ với con.